giao tô màu của mình. Hôm nay chúng ta tô màu bức tranh về một cô gái đang đi chơi bóng tennis và có hai chú mèo đứng bên cạnh nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu chiếc mũ của cô gái trước nha các bạn. Như vậy thì mình đã tô màu xong chiếc mũ của cô gái nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu mái tóc. Như vậy thì mình đã tô màu xong mái tóc của cô gái nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu bộ quần áo. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chú mèo nha các bạn.
Tiếp theo thì mình sẽ tôm chú mèo thứ hai nha các bạn.